Xin chào tất cả các em Và tiếp theo chúng ta cùng đi làm bài tập số 3 Ở trang 83 Sách giáo khoa hóa học lớp 10 nhé Trong số các phản ứng sau Đây chúng ta quan sát có tất cả 4 phản ứng Và đề bài hỏi chúng ta là phản ứng nào Là phản ứng oxy hóa cử Vậy để làm được bài tập số 3 thì chúng ta phải đi xác định số oxy hóa của các nguyên tố trong từng phản ứng đó Và phản ứng hóa học nào mà có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố thì đó chính là phản ứng oxy hóa khử đó, Vậy ở đây chúng ta sẽ đi xác định số oxy hóa nhé Câu A H ở đây là dương 1 nitơ dương 5 O 2 Trong NaOH thì Na là dương 1 O 2 H là dương 1 được chưa? Na dương 1, nitơ vẫn là dương 5, oxy 2. Đó, trong H2O là dương 1 dương 2. Vậy thì đáp án A chúng ta thấy trong cái đáp án trong cái phương trình đầu tiên này thì không có sự thay đổi số xi hóa cho đó nó không phải là phản ứng oxy hóa khử nhá. B. Ở đây O 2, nitơ là dương 5. H dương 1 O 2. Sang phía bên này H vẫn là dương 1, O 2 và nitơ vẫn là dương 5. Vậy B cũng không phải phản ứng oxi hóa khử. Câu C, H là dương 1, O là 2, nitơ ở đây là dương 5. H là dương 1, S là 2. Bên này S đơn chất thì là 0. O 2 thì lítơ là dương 2. H dương 1, O 2, được chưa? Và chúng ta nhìn ở cái phản ứng thứ 3 này ở câu C thì nitơ từ dương 5 xuống dương 2, F từ chứ -2 lên 0. Vậy thì ở câu C đã có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố đúng không? Cụ thể là thay đổi số oxi hóa của nguyên tố nitơ và nguyên tố lưu huỳnh. Đó, vậy thì câu C ở đây, phản ứng C chính là một phản ứng oxi hóa khử. Câu D. O -2 H dương 1. Fe ở đây là dương 3. Fe ở đây vẫn dương 3 và O 2, H dương 1 O 2. Vậy phản ứng D không phải là phản ứng oxi hóa khử. Trong bốn đáp án này thì chúng ta thấy đáp án C là một đáp án đúng. Phản ứng này là một phản ứng oxi hóa khử các em nhé. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 4.